Xin kính chào các cô chú anh chị online trên toàn quốc. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu một số cái mặt hàng giò vườn vừa thuần vừa gần thuần, hàng đang nụ hoa cho các bác sưu tầm nhé. Hình đầu tiên là hình số 14, hạt vĩ thuần rồi, 200.000 đây, nụ đây, rất là nhiều nụ nhé các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 thân nụ, 200.000 hình số 14 nhé. 9 thân nụ ấy, đấy, 9 thân, 200.000 hạt vĩ bắc. Tiếp đến kim đẹp xuân cũng đang nụ, hình số 6, 170.000 đây này, nụ rất là nhiều, những cái thân tơ này đang có nụ đấy, có một số thân thì ra rồi, có số thân thì nó còn đang mới nhú, nhiều thân nụ lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân nụ. Hình số 7 này, hình số 6 này 170.000 này, kim đẹp xuân cũng là thuần rồi nhé. Hình số 7 170.000 cũng hàng đang nụ thuần rồi. Đấy, những thân này nó nụ nó nhú hết này, kim đẹp xuân cả nhà nhé. Hình số 2 cũng 170.000, tất cả kim đẹp xuân đều hàng đang nụ hết các bạn. Về các bác chơi hoa, hình số 2 170.000 và kim đẹp xuân cũng là hàng thuần hết rồi. Hình số 8 170.000, hình số 8 170.000 nhé, kim đẹp xuân đều đang nhú nụ hết rồi, rất là nhiều nụ đang nhú ra. Hình số 5 cũng 170.000, hình số 5 170.000 nhé, nụ cũng đang nhú này. Hình số 4, hình này thì có một hình này là 200.000, 200.000 nhé, rất nhiều vòi nụ. 1 này, 2, 3, 4, 2 này, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 thân hoa, 14, 15 thân hoa, rất là nhiều thân hoa. Hình 14 này, hình 4 này 200.000, kim điệp xuân, hàng là hàng thuần hết rồi. Hình 3 170.000, kim điệp xuân hình 3 nhé. Tất cả là đều cùng loà, cùng một lần trồng ấy, nên là nụ nó đều ra như nhau. Hình số 9 này là combo một giò quế tím tháng 4 và một giò kim điệp xuân. Kim điệp xuân đang nụ, quế thì chưa nhìn thấy vòi nụ, nhưng mà chưa nhìn thấy, chắc là nhú muộn hơn. Hình số 4 này 250.000, combo kim điệp xuân và quế tím này. Đây, một giò kim điệp xuân này hình số 1, trồng vào cục gỗ ngứa, 170.000. 170.000 các bác nhé. 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8 thân hoa. Hiện tại là có 8 thân, còn những thân kia chưa thấy nhú. Hình số 1 170.000 này, kim điệp xuân. Tiếp đến combo hình số 10 250.000, cũng một giò quế và một giò kim điệp xuân. Kim điệp xuân cũng đang nụ, quế thì em chưa nhìn thấy vòi nụ nhú ra. Hình này là hình số 10, 250.000. Tiếp đến là quế tím. Cái này thì có cây nhú nụ nhìn thấy rồi này. Đây, 1, 2 cây. 2 cây là em nhìn thấy vòi nụ, còn những cây kia thì chưa. Cái này còn lẫn một cây nhạn này, khoảng nhạn tháng 4. Hình số 30, 180.000. Quế thì đây, rễ nó phun như này các bác nhé. Có cái thì nó đâm vào trong ấy, ít. Còn lại là chủ yếu là mới phun đầu rễ ở ngoài như thế này thôi này. Đang có nụ. Hình 30, 180.000 quế. 2 này, 4 này, 6, 8, 9 cây quế và một cây nhạn, là tổng là 10 cây đấy, 180.000. Quế này, hình 26 này 200.000. Trồng nụ ra hết rồi. Cái này nhiều nụ này. Cái này nụ này, nụ này. Cái này 4-5 cây nhìn thấy vòi nụ rồi đấy. Đây, nụ này, nhú nụ hết rồi. Tóm lại có nụ gần như hết. Cái này còn mấy cây chưa thấy nhú ra. Hình số 26, 200.000 giò này nhá. Cũng là quế, quế cũng đang phun rễ kiểu như này này. Vì hàng rễ gió mà, nên nó phun đầu rễ mới như thế này đây. Hình 26, 200.000. Giáng hương tam bảo sắc cũng đang nhú nụ, có cây đang nhú nụ rồi.
có cây đây rễ thì nó cũng mới phun ra được ít như này thôi các bác này, cây ổn định chứ không phải hàng thuần rồi nhá. Mấy hôm nay thì em bán tam bảo sắc đa phần là tàn hàng mới phun để cây ổn định, hàng đang giao nụ về cho các bác chơi hoa rồi chăm sóc tiếp. Hình này hình số 11 200.000. 200.000 rồi dáng hơn tam bảo sắc nhé. Đang mới chớm ra nụ một ít. Có một giò dáng hơn tam bảo sắc này hàng thuần rất là lâu rồi, hơn 2 năm gần 3 năm rồi. Giò này em không đánh số. Giò này là 2 triệu 2. Cảo to, đúng nuôi là mấy mét mới sẽ quay được. 2 triệu 2 giò này các bác nhé. Bằng nửa người. Đằng trước đằng sau đây, rất là to. Đặt xuống dưới này. Đằng này chắc là cũng nhú nụ rồi đấy. Nhú nụ nhiều to rồi lắm, đấy. Phải quay xa. Giò này mà nở hoa thì tuyệt vời luôn. Đây các cây đều nhú nụ hết rồi đấy. Ít nhất là mỗi cây này, những cái cây to này ít nhất là đến 1 đến 2 vòi đến 3 vòi đấy. Đây cây này 2 vòi. Này thì về chơi hoa ngay tại chỗ luôn. Ui, rất là nhiều nụ luôn. 0% sóc. 2 triệu 200 nghìn giò này nhá. Giò này về nở hoa thì tuyệt vời. Nuôi 3 năm nay rồi. Còn chưa đằng sau. Bán đi tiếc. Bán cũng hơi tiếc đấy. Giò này đẹp lắm, giò chấn vườn. Rất là nhiều giò để định để lại chơi nhưng mà thôi dọn vườn để bán hết. Bao nhiêu bán bao nhiêu? 2 triệu 200. Cào nặng không? Năm ngoái có giò nào to, ong nó nằm to ở trong ấy. Mấy giò to năm ngoái em bán hết. Đây hình này là hình chồn, hình số 18 combo chồn với một giò hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì cũng đang nụ nhá. Hạc vĩ bắc này. Đây này, nụ đây các bác này. Đây là những cái thân hoa. Thân này thì ra nụ sớm còn những thân này chưa nhú mấy này. Một combo hạc vĩ bắc này đang nụ với lại giò chồn, 4 cây này, 5 cây cả cây nhỏ. Chồn hàng thuần, hai cái giò này đều hàng thuần hết rồi nhé. Có một cây này thì dễ nó mới nhú thôi. Tổng combo hình số 18 250.000, cả chồn cả hạc vĩ bắc. Về chồn này cũng sắp được rơi hoa rồi đấy. Em có cây đây, cây này nhú nụ rồi này. Chồn nhú nụ rồi nhá. Chồn nhú nụ, hạc vĩ cũng nhú nụ. Để chơi hết. Tiếp đến dáng hương tam bảo sắc, giò này là 250.000. Hàng này thì cũng thuần rồi. Có một số cây thì mới ra rễ nhưng mà đa phần là thuần rồi. Còn mấy cây thì mới ghép thêm và nó mới như cây ổn định thôi, nó cũng chưa nhú rễ. Hàng này đang có nụ nhá. Tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc đang có nụ, hình số 13 250.000. Rễ đây. Rễ có cây nó thuần nó bám vào như này rồi, có cây thì chưa. Này chủ yếu dễ gió. Đây đa phần dễ gió đấy. Dễ nó cứ ra ngoài này chứ nó không bám vào cá thể. Dễ gió nó không bám vào cá thể. Hình số 12 này 220.000. Cũng đều có mấy cây có nụ rồi. Em nhìn thấy có mấy cây có vòi nụ rồi đấy. Hình số 12 220.000. Dễ cũng thế. Cũng phun ra. Cũng có cái thì bám vào cái không. Hàng này cũng là gọi là thuần rồi đấy. Có cây thì chưa nhá. Có cây thì nó mới ghép ổn định thôi. Hình số 15 200.000 chiều vuông. Cái giò này hôm trước cô bác lấy rồi, xong bác lại có việc đi vắng, bác lại hủy. Hôm nay em bán lại. Kiều vuông thuần rồi nhá. Hôm trước định đóng nên để tới vệ sinh vào thôi chứ không ảnh hưởng gì đâu. Hình số 15 200.000 giò kiều vuông. Rất nhiều thân tơ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 thân tơ tất cả. Cả ngắn cả dài. Các có nhìn được không? Được. Đây giò quế tím tháng 4, giò này thì cực kỳ nhiều vòi nụ. Em nhìn rất là nhiều vòi nụ, 370.000. À 380.000. 380.000 mua gỗ nũa này không chưa. Dễ chắc, gió khó. Cũng như này, cục này hơi nặng đấy, cục này rất là nặng nên bác nào mà ở gần thì chuyển chậm hoặc chuyển xe. Cục gỗ nó nặng quá. Còn ở xa thì cước cao lắm. 380.000. Con này có khi nũa. Bán cho người ở gần thôi. Hình số 21 380.000. Quế tím, làn cây này còn có hai vòi nụ này. Rất là nhiều vòi nụ. Giò này là 300.000 hình 20, cũng rất là nhiều vòi nụ nhá. Đây này, em nhìn thấy nhiều vòi nụ rồi. Nụ nó nhú ra rất là nhiều rồi. Đây nữa này. Hầu như có cây thì nó nhú muộn hơn một tí. Hình 20 là 300.000.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây quế tím tháng 4. Loại này, những loại này thì dễ, nó mới phun ra được một ít bám vào giá thể thôi ạ. U lồi thì hàng đang lên mầm, chưa ra rễ mới. Mầm rất là khỏe. 2, 4, 6, 8, chục mầm đấy. 2, 4, 5, 8, 9 mầm. Hình số 16, 170.000. Mầm lên rễ. Cái này còn rẻ hơn mua hàng cân. Cân u lồi đã mất 250 thì còn giá thể. Hình 17, 200.000 u lồi. Cái này thì còn có một vòi nụ này. Đây còn có mấy cái nụ này. 200.000. Cũng rất là nhiều mầm tơ nhá. Nó ở trong này này. Mầm tơ lên khỏe. 200.000. Cái này còn có mấy thân nụ đang nụ này. Để vẫn được chơi một ít hoa. Hình 17, 200.000 u lồi nhá. Cũng là hàng đang lên mầm chưa thuần đâu. Chưa ra rễ mới. Combo một giò hoàng nhạn tháng 4. Đấy, hoàng nhạn tháng 4. Tất cả những loại này để rễ nó cứ phun phun như này này. Đấy. Mấy lại một giò quế. Quế tháng 4, giò hoàng nhạn tháng 4 là hình 19 này, 220.000. Hai giò này. Hai, bốn, sáu. Hai, bốn, sáu, bảy cây nhạn. Combo một giò phi điệp vàng và một giò nhạn tháng 4. Nhạn thì thấy có một cây này, nhạn tháng 4 này cũng ra hoa rồi. 250 đẻ vậy ạ? 250. 260. Hình 24, 260.000 combo một giò nhạn với một giò phi điệp vàng. Phi điệp vàng này, hàng thuần rồi nhá. Nhạn thì là hàng đã phun dễ, bám vào giá thể được ít rồi. Phi điệp vàng thì thuần rồi. 260.000 hình 24. Riêng cái phi điệp này đã bán gần 200. Hình số 22. Hình số 22 hôm nay bán một số combo cũng rẻ tiền luôn. Bán cho các bác sưu tầm. Hình số 22, 150.000 phi điệp vàng. Phi điệp vàng thuần rồi. Mầm mới đang phát triển rất là khỏe, đẹp, mơn mởn đấy. Tiếp đến là kèn. Kèn cái giò này là hình số 28, 400.000. Kèn đang kèn Lào, đang nụ. Kèn Lào những hoa rất là tím các bác nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Cái thân này nó hơi gập một tí, 4 thân. Cả cái thân gập này, mầm tơ thì đang lên như thế này. Mầm tơ đang phát triển. Hình này là hình số 28, 400.000, kèn Lào hàng thuần rồi. Đầu năm bán hàng tương đối là rẻ. Hình số 27, 200.000, ba thân rồi. Cái giò này thì nhìn lúc nãy nhìn nhầm. Giò này là 250 nhá, ba thân hoa. 250 hình 27 này, em để 200 nhưng nó có ba thân. 250.000. Kèn Lào. Tiếp đến hình số 9. 600.000, 6 thân. 1 2 2 4 7 thân. 7 thân 600.000 nhá. Rất là rẻ. Đang có nụ hết, nhưng em tính là tính những thân nụ thôi cả nhà nhá. Kèn Lào 600.000 hình 29. Đến combo. Một giò nhạn tháng 4. Nhạn tháng 4 này, một giò nhạn tháng 4 như thế này nhá. Rễ nó cũng phun một ít, bám giá thể một ít thì chưa. Mới là giò hạc ví bắc. Ôi, cái gì? Pin yếu rồi, báo. Kệ, pin yếu thì tắt đi chứ. Pin yếu nó không sao đâu mà. Một giò combo hình số 25. Nhưng mà nó mở có